Tiếp đó, các đại biểu đã nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày các báo cáo liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri, công tác phòng chống tham nhũng. Ông Lê Văn Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 11 năm 2021, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 14 điểm với 1.750 cử tri tham dự. Đã có gần 70 lượt cử tri phát biểu ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân liên quan đến các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông, đất đai, tài nguyên môi trường, nông nghiệp, nông thôn, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, chính sách xã hội. Tiếp đó, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tập trung giải quyết 40 nội dung kiến nghị, trong đó có 28 nội dung thuộc lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, giao thông, 9 nội dung thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, 1 nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, 2 nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, chính sách xã hội, nội vụ. Ông Đặng Xuân Nguyên, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021, nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo khẳng định, trong năm 2021, công tác này đã được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo sự chuyển biến trong nhận thức hành động của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, minh bạch, rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính ở các lĩnh vực có nguy cơ, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tăng cường phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, nhân dân. Qua đó đã khắc phục được hạn chế yếu kém, từng bước ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.